ba tôi chạy thì lách ra, né cái ống cống này, lách ra rồi mới qua quẹt với hai con bé đi xe Honda. Tôi gắt bức xúc vụ việc cha tôi đã mất, tôi gắt bức xúc về những người làm đường không có trách nhiệm, thiếu ý thức quá trời nè. Hai bên đường luôn, đường mà làm hai bên móc xe nào dám chạy ban lên cao hơn mặt đường cả tắc cử, nghĩ sao mà né mà né được. Kia cũng cao quá trời kìa, nghĩ rồi ai mà dám chạy ban vô làm đường cả tầng lễ để y vậy nè, nghĩ sao coi ai chạy xe phải chạy vô cái đường nhỏ xíu gì sao mà chạy. Yeah.